Thuyết Nguyễn kính chào quý khán thính giả đã đến với kênh Định cư và cuộc sống ở Canada. Thưa quý vị và các bạn, đáng ra Thuyết đã chia sẻ câu chuyện Võ Ái Khanh bị ốm trong video đầu tiên của ngày hôm nay. Tuy nhiên, Thuyết đã quyết định chia sẻ cái lá thư của anh Nguyễn Quốc Sáng trước. Trong video thứ hai của ngày hôm nay, Thuyết sẽ chia sẻ câu chuyện Ái Khanh bị ốm. Vâng. Như các bạn biết đó, Ái Khanh hơn Thuyết một tuổi và trải qua rất nhiều sóng gió trong cái cuộc vượt biên cách đây mấy chục năm. Đây là mặt tổn thất về tinh thần và theo như là các bác sĩ nói, cái sự tổn thất về tinh thần của Võ Ái Khanh trong câu chuyện cả gia đình đã phải nằm mãi mãi ở dưới đáy biển khơi. Đó là một cái sự tổn thất có thể đeo bám Ái Khanh cả một cuộc đời này. Và đúng là câu chuyện này đã diễn ra đó là như vậy. Cho đến nay thì Ái Khanh vẫn thỉnh thoảng vẫn bị những cái cơn mê sảng rất là đáng sợ các bạn ạ. Bởi vì có thể trong những cái giấc mơ đó Ái Khanh hiện những cái hình ảnh ngày xa xưa trong cái chuyến vượt biên định mệnh mà cả gia đình nhà Võ Ái Khanh trong khi đó đã nằm lại dưới đáy biển khơi. Thì các bạn biết rằng là khi mà Ái Khanh vượt qua được cái cú sốc này thì hầu như tất cả các bác sĩ đều không tin. Bởi vì một người bị trải qua những cái nỗi đau như vậy thì họ rất khó có thể vượt qua. Tuy nhiên không biết bằng một cái nghị lực nào đó thì Ái Khanh đã vượt qua. Nhưng tuy nhiên cái di chứng trong cái vụ vượt biên đó thì vẫn để lại cho tới ngày hôm nay. Bởi vậy mỗi một lần mà Ái Khanh bị sốc về mặt tinh thần thì Ái Khanh lại bị ốm. Ngày hôm qua như các bạn biết là Võ Ái Khanh cũng đã bị sốc vì tinh thần. Và câu chuyện này có thể cái lý do chính là do Thuyết gây ra. Chính vì vậy mà Thuyết cảm thấy rất là hối lỗi. Ngày hôm qua khi nói chuyện với lại Hà Đông thì chính Hà Đông cũng đã báo cho Thuyết biết là Ái Khanh bị ốm rồi. Tuy nhiên nói rằng là chắc là không mức độ bị nặng lắm. Trong khi đó thì các bạn biết rằng là cả Ái Khanh và cả hai đứa con của Ái Khanh cũng không hề thông báo cho Thuyết biết. Chính Ái Khanh đã căn dặn mà mấy người, tất cả mọi người là không được thông báo cho Thuyết biết cái tin tin mà Ái Khanh bị ốm. Và khi mà nghe Hà Đông nói chuyện là có vẻ như là bác Khanh đã bị ốm một chút rồi, chú Thuyết đại, thì lúc đó là Thuyết đã mất ngủ cả đêm. Nói thật các bạn là đêm hôm trước Thuyết đã thức trắng một đêm rồi, cho đến đêm hôm qua thì Thuyết cũng chập chờn. Thì ở trong mấy ngày vừa qua thì ở tại gia đình nhà Thuyết thì Thuyết có giúp đỡ một đứa cháu đến từ Đà Lạt, Việt Nam. Đứa cháu này hiện tại là đang đi tìm việc các bạn ạ. Nó sinh năm 1990. Thì hôm trước Thuyết đã chở đi thành phố Mississauga. Và đến hôm nay thì nó đi làm farm. Đi làm farm thì các bạn biết là phải dậy ít nhất là 4 giờ sáng nó phải dậy rồi. Thì Thuyết ngủ chập chờn trong cái giấc mơ, bởi vì Thuyết nghe Hà Đông nói rằng Khanh bị ốm thì Thuyết không thể ngủ được. Thuyết đã suy nghĩ lại và lấy cuốn nhật ký của Khanh ra đọc thì đâu Thuyết chợp mắt được một chút thôi thì thấy đứa cháu nó dậy, bởi vì 4 giờ sáng là nó phải dậy chuẩn bị cơm nước. Trong vòng gần một tiếng là 5 giờ là phải có mặt ở cái nơi mà người ta đón để đi làm. Thì các bạn biết đó, đi làm là 5 giờ sáng phải có mặt và họ chạy xe ô tô là 2 tiếng đồng hồ và đến khi buổi chiều về là chạy 3 tiếng đồng hồ, đi làm farm là như vậy đó các bạn. Cộng với 10 tiếng làm nữa là tổng số là 15 tiếng đồng hồ. Đó. Cho nên là khi mà đứa cháu dậy một cái thì Thuyết cũng bùng dậy ngay, bởi vì nó nằm ở phòng bên cạnh nhưng Thuyết không thể ngủ được. Cho nên là hơi động một cái là Thuyết biết. Và Thuyết đã dậy và nấu cơm cho cháu để chuẩn bị đi làm. Thì sau khi mà Thuyết đưa cháu đi đến cái chỗ để mà người ta đón xe đi làm xong thì Thuyết đã quyết định đến nhà của Võ Ái Khanh. Lúc đấy là đúng 5 giờ sáng, Thuyết chạy từ từ cái chỗ mà đưa cháu đi làm đó đến chỗ nhà Ái Khanh thì mất 25 phút các bạn ạ. Vâng, lý do tại sao vậy? Bởi vì Thuyết biết rằng là chắc là Võ Ái Khanh ốm, mà khi Võ Ái Khanh ốm mình không có mặt ở đó để có những cái lời động viên thì cảm thấy thật sự là có lỗi. Thưa quý vị và các bạn, vào buổi sáng sớm trời hơi lạnh một chút. Tuy nhiên ngồi trong xe ô tô thì các bạn biết là thích nóng thì nóng, thích lạnh thì lạnh thôi. Bởi vì xe có điều hòa về độ nóng các bạn. Khi Thuyết tới nhà của Võ Ái Khanh thì Thuyết đỗ xe ở bên ngoài.
Ở đây là một cái con đường, các bạn biết là con đường quốc lộ, nhưng mà nó nằm trong ngõ và mình đỗ ở bên ngoài là vô tư. Thì Thuyết đỗ ở bên ngoài thì Thuyết không biết là trong nhà có ai dậy hay không. Đèn thì coi như là vẫn có một cái gì đó le lói trong một cái căn phòng. Thì Thuyết đã nhắn tin cho thầy giáo Tân trước, bởi vì Thuyết rất muốn vào nhưng lại sợ mọi người mất ngủ ấy, không dám vào bấm chuông nữa. Thì Thuyết đã nhắn tin cho thầy giáo Tân rằng là bác đang ở ngoài cửa, nếu mà con thức dậy lúc nào thì hãy gọi điện cho bác, tuy nhiên là đừng có lên đánh thức mẹ dậy. Thì Thuyết đã nhắn tin cho thầy giáo Tân vào lúc 5 giờ sáng các bạn, vào lúc đến lúc đó là vào khoảng coi như là gần 5 rưỡi sáng. Thì Thuyết nghĩ chắc là tầm bộ khoảng 7-8 giờ thầy giáo Tân mới dậy. Nhưng Thuyết vừa nhắn tin xong một cái thì ngay lập tức thầy giáo Tân đã gọi điện cho Thuyết, có nghĩa là thầy giáo Tân đã thức rồi các bạn ạ. Vâng, thì lúc thấy tin nhắn một cái, thầy giáo Tân gọi điện luôn cho Thuyết rằng là bác đang ở ngoài phải phải hay không? Bảo đúng rồi, bác đang ở ngoài cửa nhà con đây. Thì thầy giáo Tân đã vén cửa sổ ra bên và nhìn ra bên ngoài, thấy xe ô tô của Thuyết. Thì thầy giáo Tân nói rằng là bác vào đi, con ra đón bác, con đã dậy lâu rồi. Thì khi Thuyết vào nhà thì ở trong nhà Võ Ái Khanh vẫn chưa dậy, và trong khi đó các bạn biết rằng trong căn nhà hiện nay có cả Lan và Hà Đông, hai người đã từ Vancouver về để coi như dự đám cưới của Đông Nhi và ông Lui, thì vẫn ở hiện tại và có lẽ chắc chắn là khoảng ít nhất một tuần sau thì hai người này mới trở lại Vancouver. Thì khi Thuyết vào nhà, khi mà gặp thầy Tân, Thuyết nói rằng là mẹ con và trong nhà có ai dậy chưa, thì thầy Tân nói là chưa ai dậy cả. Thì khi Thuyết thầy Tân vừa dẫn Thuyết vào trong nhà xong một cái thì ngay lập tức cửa phòng Ái Khanh bật mở. Ái Khanh đã thức lâu rồi các bạn, và hiện theo như Thuyết biết hầu như Võ Ái Khanh cũng ngủ rất là ít, chỉ thấy thầy Tân bật điện thôi là Võ Ái Khanh đã dậy rồi. Và khi thấy Thuyết thì Võ Ái Khanh giật mình rất là bất ngờ. Khi cửa phòng Ái Khanh bật mở thì nhìn thấy Thuyết, Thuyết nhìn Võ Ái Khanh, và lúc đó Võ Ái Khanh không kìm nén được nữa, coi như là đứng chết lặng. Và sau đó thì Thuyết mới bước lại được 2 bước thì Võ Ái Khanh đã lao ra ôm chầm lấy Thuyết. Vâng, và như các bạn biết Võ Ái Khanh đã khóc, khóc rất nhiều. Khanh và Thuyết ôm nhau đứng lặng ở giữa phòng chẳng biết là bao nhiêu phút nữa, nhưng Thuyết thấy cơ thể của Võ Ái Khanh cứ run lên từng chập các bạn ạ. Ở đây Thuyết không biết rằng là Ái Khanh bị sốt hay bị như thế nào nữa. Khi mà thấy Khanh run lên từng chập như vậy thì Thuyết sờ lên trán Võ Ái Khanh thì không không thấy sốt, mà Thuyết nói thật là Thuyết không hiểu là như thế nào mà tại sao lại run như vậy. Thì Thuyết nghĩ rằng là Võ Ái Khanh bị lạnh, nhưng thực ra đây không phải là Võ Ái Khanh bị lạnh, cũng không phải là bị sốt, mà Ái Khanh nói rằng là đây là cái sự xúc động thôi, chứ em không bị sốt đến mức độ là run lên như vậy, mà bản thân em thì cũng không lạnh. Trời bên ngoài thì hơi lạnh nhưng phòng ở bên trong rất là ấm các bạn. Và khi mà Ái Khanh ngủ cũng chỉ có một chiếc chăn, ở đây nếu như ở Việt Nam nói là như là chiếc chăn đơn vậy, không sử dụng chăn bông, bởi vì các bạn biết là mùa thu mà trong phòng rất là kín cho nên là gió không vào được. Và lúc đó thì Ái Khanh đã xúc động, ở đây là rõ ràng Thuyết biết rằng là buổi sáng sớm mà tự nhiên thấy sự xuất hiện của Thuyết thì Võ Ái Khanh đã hiểu được rằng là Thuyết nhớ Võ Ái Khanh rất nhiều, và đây là một cái tình cảm thiêng liêng mà Võ Ái Khanh cho rằng là Thuyết đã đem đến cho Khanh. Chính vì vậy mà Võ Ái Khanh đã xúc động quá mà run lên, chứ không phải là vì lạnh hay là vì sốt. Khi Thuyết hỏi về bệnh tình của Võ Ái Khanh như nào thì Khanh nói rằng là em không sao cả, chẳng qua là đêm hôm trước khi mà thức hơi khuya, cái đám cưới của Đông Nhi đó diễn ra hơi khuya tận 3 giờ đêm mới tan, thì lúc đó Ái Khanh mới về. Có nghĩa là cái chuyện thức đêm là Khanh không quen thức đêm, và chính vì sự thức đêm đó là Khanh cho rằng vì cái sự thức đêm đấy đó cho nên là yếu một chút thôi, chứ không có cái vấn đề gì bị bệnh tật gì nhiều cả. Khi mà Thuyết và Võ Ái Khanh đang ở trong phòng thì Thuyết thấy có tiếng nói ở bên ngoài, và đây thì nói theo các bạn là vì cái sự xuất hiện của Thuyết mà thầy giáo Tân bật điện ở trong nhà, và chính vì vậy thì Nan và coi như Hà Đông cũng thức dậy các bạn ạ. Có lẽ là sau đám cưới của ông Ly và Đông Nhi thì mọi người vẫn cứ nó không đi tròn vào cái giấc ngủ, nó có nhiều tâm trạng cảm xúc bởi vì có rất nhiều câu chuyện xảy ra. Lan và Hà Đông khi mà trở về từ Vancouver cũng nghe được những cái câu chuyện mà
thực tế xảy ra tại Toronto á, thì chính hai người này cũng vì cái câu chuyện này cho nên là cũng mất ngủ và nói chuyện đến tận cả đêm nhưng mà cuối cùng vẫn không đi vào giấc ngủ được. Đây là tâm sự của Hà Đông với Lan. Các bạn biết không, bởi vì ở trên kia chính công việc của Lan và của Hà Đông cũng không có gì là rảnh rỗi, khá bận công việc và họ cũng chẳng mấy khi để mà vào nghe trong kênh cả. Cho nên là đến khi về thực tế gặp mọi người thì khi hỏi thăm thì mới biết là có rất nhiều chuyện xảy ra trong mấy tháng vừa qua. Chính vì vậy mà coi như là Hà Đông và Lan coi như là cũng cũng mất ngủ luôn. Khi mà thấy coi như Thuyết thấy tiếng bên ngoài á thì Thuyết đã chủ động nói với Võ Khanh. Thuyết hơi bị ngại, thú thật với quý khán thính giả rằng tự nhiên vào đến nơi một cái tự nhiên đi chui vào trong phòng, thì thật sự là thấy ngại. Cho nên là khi thấy mọi người nói chuyện ở bên ngoài thì Thuyết đã bảo Ái Khanh là tốt nhất chúng ta cùng đi ra bên ngoài thôi. Nếu em không không cảm thấy quá yếu gì thì chúng ta đi ra bên ngoài. Thì Khanh đã đồng ý và khi mà Thuyết và Khanh ra bên ngoài thì thấy thầy giáo Tân đang thắp hương cho cha của mình. Vâng, các bạn biết không, tức là thầy giáo Tân đã coi như lắp đặt có hai cái máy ở đây, Thuyết không biết gọi là cái máy gì, tức là hút không khí ở bên trong ra bên bên ngoài. Ví dụ như là người ta thường thường ở bên này nhà khép kín các bạn, nhà nó kín quá và trong cái bếp thì người ta có một cái ống khói và có cả một cái máy ở đó để hút cái khi mà bạn nấu ăn thì nó sẽ hút cái những cái chất khói và cái đồ lấu lướng nó ra bên ngoài. Nhưng thầy giáo Tân lắp đặt thêm hai cái chiếc máy ở ngay cạnh phòng cái chỗ bàn thắp hương ấy. Mục đích là sao? Bởi vì thắp hương ở trong nhà thì cái mùi hương và cái khói hương nó sẽ không thể nó ra bên ngoài được. Cho nên là đã lắp cái quạt gió đó để coi như là hút bên trong để không khí, cái mùi hương khói nó sẽ ra bên ngoài. Thì khi Thuyết ra thấy thầy Hậu Tân đang bắt đầu thắp hương cho cha thì Thuyết cũng thắp ba lan nhang và cùng thầy Giáo Tân cùng mọi người coi như là thành tâm coi như là có một nén nhang và tâm sự cùng với bác Nguyễn Viết Trọng các bạn ạ. Vâng, thì ở đây các bạn biết rằng là mọi người thì đều theo cái tập tục tức là cúng ông bà tổ tiên đúng ạ, và cái điều mà khi mà đến trong một gia đình nhà người ta có những cái bàn thờ như vậy, nhất là có khi mà một người đi xa như là Võ Khanh cả Lan về là chắc chắn những cái thủ tục đó phải có, phải diễn ra. Thì hôm nay có vẻ như là thầy Hóa Tân muốn thắp hương, có vẻ như là thầy Hóa Tân đã bởi vì thầy Hóa Tân thắp hương và có nói với chuyện với cha mình nhưng tất cả những lời nói đó thì Thuyết không nghe được. Thì Thuyết biết rằng là có vẻ như thầy Hóa Tân đã nói cái câu chuyện này với cha của mình, câu chuyện giữa Thuyết và mẹ. Thuyết cũng hiểu điều này và có thể không phải hôm nay nữa mà trong những ngày trước đây thầy Hóa Tân có thể cũng đã nói những câu chuyện này rồi. Và khi bởi vì sao Thuyết biết sau này khi mà quay trở lại phòng thì Ái Khanh đã nói như vậy, có nghĩa là chính bản thân Ái Khanh cũng đã từng tâm sự với chồng của mình trong cái mối tình mà từ xưa đến nay chưa bao giờ có như là Ái Khanh tâm sự với anh Nguyễn Viết Trọng trong chuyện này. Bởi vì sao? Khanh cho rằng nếu mà tâm sự với chồng những cái chuyện mà một cái tình yêu mà lúc nào mình cũng nhớ về một người yêu cũ thì chắc chắn người chồng sẽ không bao giờ vui và cái điều đó khiến có thể người ta sẽ rất là khổ đau. Mặc dù là rõ ràng là chồng của Võ Khanh biết là Võ Khanh vẫn để trong tim mình một cái hình bóng người, một cái bóng người nào đó, một cái bóng hình của một cái kỷ niệm xa xưa nào đó và bằng chứng là có mấy một cuốn nhật ký mà đôi khi Võ Khanh thức dậy là để viết nhật ký thì chính ông Nguyễn Viết Trọng cũng biết, mặc dù không phải là viết tại phòng. Ở đây là Võ Khanh nói rằng ví dụ những lúc viết nhật ký thì chẳng hạn hai vợ chồng nằm ngủ một phòng nhưng khi viết thì chẳng hạn đêm không ngủ được mà chợt nhớ ra điều gì muốn viết lại tâm sự với người yêu thì lại sang một phòng khác và Võ Khanh đều coi như là khóa cẩn thận ba cái cuốn nhật ký đó lại. Thì rõ ràng bác Nguyễn Viết Trọng là không biết nhưng mà rõ ràng là bác biết rằng là Võ Khanh đã làm công việc đó và hình bóng đó là của ai thì chỉ có sau này thì coi như là các mọi người mới hiểu được thôi đúng không ạ. Thì trong những ngày tháng vừa qua chính Võ Khanh cũng đã tâm sự với chồng mình qua những nén nhang, qua những lời khấn khứa, tâm sự với câu chuyện tình buồn đó và mong chồng của mình thông cảm cho Ái Khanh. Trong khi đó chắc chắn là thầy giáo Tân cũng tâm sự những cái điều đó. Chính thầy giáo Tân cũng đã có lần tâm sự, nhiều lần động viên mẹ. Mẹ ơi, mẹ cứ làm theo trái tim, con tim của mẹ mách bảo. Chúng con không bao giờ oán trách mẹ cả, chúng con thật sự thông cảm và chúc mừng hạnh phúc cho mẹ. Tất nhiên là con muốn để cho thời gian nó
nó hơi lâu lâu một chút. Ý của thầy giáo Tân với của Lan cũng là để cho câu chuyện, tức là cha của thầy giáo Tân qua đời nó một thời gian khá lâu, thì có thể là Ái Khanh sẽ đến với Thuyết mới về chung một nhà, chứ còn thì nó gần gận quá thì cái nỗi đau nó chưa qua, đúng không ạ? Cho nên ở đây là chúng ta cũng phải thật sự thông cảm, mặc dù Ái Khanh theo Thuyết nghĩ có hơi cái sự vội vã một chút, bởi vì chính ra cái chuyện này Thuyết không biết là có thể sẽ có người trách Võ Ái Khanh, nhưng Thuyết nghĩ rằng là bởi vì Ái Khanh trong cái vấn đề trái tim của Ái Khanh nó yếu mềm quá trong chuyện tình cảm. Đấy. Mạnh mẽ trong những cái chuyện ví dụ như về pháp lý, về thế nọ thế kia, nhưng trong chuyện tình cảm thì Võ Ái Khanh cực kỳ yếu mềm. Cho nên là khi nghĩ về Thuyết nhiều thì Võ Ái Khanh lại muốn gần gần ở bên Thuyết nhiều hơn. Vâng, Thuyết không biết nói thế nào cả. Sau khi thầy giáo Tân đã đến trường, quyết định đến trường thì trong cái thời điểm đó thì Lan và Đông ấy nấu nướng bữa sáng để mọi người ăn uống xong để cho Ái Khanh uống thuốc. Và khi kết thúc cái câu chuyện này thì Tuyết và Võ Ái Khanh đã vào trong phòng của Khanh để tâm sự. Hôm nay thú thật với các bạn, Tuyết nói thẳng tất cả mọi điều với Võ Ái Khanh để cho Võ Ái Khanh tự đưa ra một cái quyết định. Các bạn biết không, đến ngày chỉ còn hôm nay là ngày 22, tức là còn đúng 10 ngày nữa. 10 ngày nữa là vợ cũ của Tuyết sẽ trở về. Ở đây thì như các bạn biết đó, trước đây thì vợ cũ của Tuyết trở về muốn sống cùng trong cái một nhà với Tuyết, thì Tuyết nói là về đây là phải đóng tiền, tiền nhà và coi như là tiền ăn, thì đóng góp là tùy tâm thôi. Ban đầu Tuyết nói bảo là 1.000 một tháng. Tất nhiên là cái chuyện đó là Tuyết nói để thử lòng vợ xem vợ như nào. Kể cả trong mười mấy năm sống cùng nhau thì người vợ chẳng làm ra một đồng nào thì chẳng bao giờ Thuyết phải suy nghĩ. Cái vấn đề ở đây là để xem trách nhiệm của họ như thế nào. Nhưng họ nói rằng, ồ, nếu đóng 1.000 một tháng thì thôi, họ không về. Đó. Thì ở đây Thuyết bảo có hai phòng thì mỗi người ngủ với một đứa con trong một phòng. Nhưng họ không về các bạn ạ. Ở đây họ nói là tiền nhiều quá. Thế thì ở đây, thế Thuyết hỏi là thế tiền nhiều thì nếu bây giờ đi thuê phòng và tiền ăn một tháng thì bây giờ ở ngoài hết bao tiền? Bây giờ đi thuê phòng ở ngoài hết 700 đến 750 một phòng, cộng với tiền ăn thì 400 đô có đủ hay không? Nói thật với các bạn rằng nếu mà 1.000 vừa tiền ăn vừa tiền phòng không bao giờ đủ đâu các bạn ạ. Trong chuyện tiền bạc Thuyết không nói gì, Thuyết chỉ muốn xem là người ta nói rằng người ta rất nhớ con, người ta rất thương con, người nhớ con thì tại sao có mới nói đến thế cái người ta không ở thì thương con nhớ con cái gì? Đây là cái vấn đề đó. À, là một cái vấn đề. Thứ hai, người ta không muốn có trách nhiệm bỏ tiền ra để nuôi con, kể cả người ta ở đây nhưng mà ở không thôi, mình lại phải nuôi nữa thì thôi. Nói thật các bạn, kể cả như thế thì Thuyết cũng chấp nhận, đó là cái ý của Thuyết. Bởi vì sao? Bởi vì Thuyết không biết nói thế nào với các bạn ở đây trong vấn đề hai đứa con của Thuyết nói rằng nó đã gào lên khi mà Thuyết nói mẹ không về đấy đâu, nó đã gào lên rằng là nếu nếu vậy thì cuộc đời của con mất mẹ à. Thì các bạn nghĩ như thế nào khi mà một đứa bé nó nói những cái câu nói như vậy? Cho nên là Thuyết rất đau buồn khi mà suy nghĩ đến hai đứa con của mình. Nếu bây giờ quyết định về ở chung với Võ Ái Khanh thì cuộc sống sẽ như thế nào đây? Khi mà người ta đến 10 ngày nữa trở lại rồi. Cho nên là trong câu chuyện này Thuyết đã kể thật với Võ Ái Khanh và Thuyết nói rằng để chờ xem người vợ cũ của Thuyết cư xử như thế nào. Nếu họ về chung một nhà, lúc đấy Thuyết sẽ có một cái cách khác. Còn nếu họ không ở chung một nhà, lúc đó Thuyết đưa ra một quyết định khác. Thuyết chỉ biết nói vậy thôi. Và Võ Ái Khanh nói rằng là từ bây giờ trở đi, nếu anh cảm thấy cái câu chuyện cũ của anh được giải quyết bằng bất cứ lúc nào thì bất cứ lúc nào em cũng có thể là về chung một nhà với anh ngay lập tức. Đây là quyết định của Võ Ái Khanh. À, không biết rằng Thuyết thấy cái điều này nó có hơi vội vàng hay không, bởi vì ý của thầy giáo Tân cũng muốn là cái câu chuyện cha của thầy giáo Tân, tức là nó qua đi một thời gian nó lâu lâu một chút, mà Võ Ái Khanh lại quyết định như vậy thì Thuyết cũng không biết nói như nào cả. Vâng, thưa quý vị và các bạn, Thuyết đã đọc được rất nhiều những lời bình luận của quý khán thính giả trong câu chuyện, góp ý với Thuyết trong câu chuyện này, và mọi người đều nói rằng cuộc đời rất ngắn và Thuyết nên coi như là tận dụng cái thời gian đó, bởi vì hai người đã xa nhau mấy chục năm trời, cả nửa thế kỷ, và bây giờ gặp lại nhau có tuổi rồi và nên trở về với nhau. Đừng cách xa nhau như vậy để mà tự nhiên lại gây thêm khổ đau cho nhau. Thuyết cũng muốn lắm các bạn ạ, thực sự là rất muốn luôn. Cái vấn đề ở đây để làm sao mà cho hai đứa con nó làm sao nó không bị một cái gì đó, nó bị trong cái suy nghĩ của nó
không bị sau này nó bị ảnh hưởng về cái tương lai của nó. Thế chỉ nghĩ vấn đề đấy là chính thôi. Còn thì nói thật các bạn, ai mà muốn không trở về bên nhau, đã đi tìm nhau suốt cả 50 năm nay thì tại sao đến bây giờ khi gặp lại lại không muốn trở về với nhau là như thế nào? Đúng ạ, nếu mà nghe thì thật sự là vô lý. Nhưng ở đây Thuyết rất ngại, rất sợ rằng là những đứa con nó không hiểu cho Thuyết thì lúc đó chẳng hạn như nó sẽ trở thành một đứa con hư chẳng hạn, thì lúc đó mình sẽ hối hận suốt cả cuộc đời. Cho đến tận trưa ngày hôm nay thì Thuyết và Võ Ái Khanh mới chia tay nhau, tức là Thuyết phải trở về. Các bạn biết đó, Thuyết phải trở về lo cũng khá nhiều việc và sau đó đến tầm 3 giờ lại phải đi đón con. Và cái cuộc chia tay của Thuyết và Võ Ái Khanh cũng là một cuộc chia tay đẫm nước mắt. Hôm nay Võ Ái Khanh vẫn khóc rất nhiều và Võ Ái Khanh dù đã mặc hai áo nhưng mà Thuyết vẫn nhìn thấy tấm thân mảnh khảnh của Võ Ái Khanh run rẩy trong cái cơn gió chiều thu, buổi trưa mùa thu. Hôm nay Thuyết rất vui khi mà lúc chia tay ở trước cửa nhà, lúc đấy thì thầy giáo Tân đã đi đến trường học từ buổi sáng rồi, thì hôm nay Nan nói một câu Thuyết rất là vui mừng. Chính Nan đã nói một câu rằng là: "Bác ơi, con muốn bác thật nhanh chóng về với bên mẹ con. Con không biết rằng khi mà con lần này con lại đi lên trên Vancouver thì mẹ con sẽ sống như thế nào. Con thấy rằng con rất khổ đau ở khi mà nghe cái bài hát, coi như là cái bài hát gì mà Thuyết quên mất tên rồi, mà Lan nói rằng có mấy cái câu gì mẹ già như chuối chín cây, gió lay mẹ rụng, con phải rời xa, gió lay mẹ rụng, con phải mồ côi." Vâng, thì Lan đã nói rằng là những cái tháng ngày ở trên Vancouver là con rất hay thích mở cái bài hát này con nghe, bởi vì con biết rằng mẹ con rất yếu đuối về trong chuyện tình cảm, mà bây giờ anh Tân thì lại đi dạy học đó, có khi lại thỉnh thoảng lại đi họp mấy ngày mới về, thì mẹ con sống đơn sợ đơn côi một mình, con rất thương mẹ, mà bây giờ tuổi mẹ đã cao rồi, con mong bác nhanh chóng trở về với mẹ con. Đây là câu nói của Lan vào buổi trưa ngày hôm nay khi chia tay Thuyết. Thuyết cũng rất mừng vui khi mà nghe Lan nói vậy, thì Thuyết cũng chỉ biết trả lời Lan rằng là bác sẽ cố gắng làm mọi cách để coi như là trở về bên nhau thật nhanh chóng, và hy vọng rằng các con là cái nguồn động lực để giúp đỡ mẹ và của bác là có thể là về bên nhau thật nhanh. Và trong những cái lúc mà bác không được khéo tính thì các con cố gắng ngày ngày điện thoại động viên mẹ. Vâng, bây giờ cũng liên quan tới câu chuyện này, Thuyết xin chia sẻ một số lời bình luận của quý khán thính giả góp ý trong câu chuyện của Thuyết và Võ Ái Khanh trong suốt những ngày qua. Lời thứ nhất, bình luận của bạn Mai Nguyễn. Bạn ấy viết rằng: "Hôm nay khi nghe video này với sự dẫn dắt câu chuyện cũng giống giống cùng giọng nói trầm ấm của anh Thuyết, nước mắt mình đã rơi. Mình khóc khi nghe những lời trách móc nhẹ nhàng của Khanh với anh Thuyết. Quá thương Võ Ái Khanh đã dành tình yêu cho anh Thuyết trong mấy chục năm qua. Mình không biết dùng từ ngữ gì cho nó xứng đáng với tình yêu này. Mình cũng đồng tình với tất cả mọi người. Anh Thuyết đã quá hờ hững với tình yêu mà Võ Ái Khanh đã dành cho mình. Chỉ một đêm hôm qua thôi, tại sao anh Thuyết không thể thu xếp để có thể ở lại với Võ Ái Khanh cùng với mọi người chung vui nhân ngày cưới của ông Ly và Đông Nhi. Cho đến khi tiệc chấm dứt, chuyện làm video, quý khán thính giả cũng hiểu và thông cảm cho anh Thuyết thôi. Có thể đưa lên trễ hay để ngày mai, anh Thuyết đưa lên 5 video cũng có sao đâu. Còn chuyện hai đứa nhỏ, anh Thuyết có thể mang hai đứa tới đám cưới. Nếu chúng nó không thích, anh Thuyết có thể nhờ người trong giúp đỡ mà. Thôi, đây cũng đã rút kinh nghiệm cho lần sau. Thêm một màn trình diễn đã lấy nước mắt của mình, đó là Trần Chân. Bài hát Tình Cha thật là xúc động. Khi nghe anh Thuyết diễn đạt câu chuyện giữa bác sĩ Trần và Trần Chân, hai giọng hát hòa quyện vào nhau đã nói nên tình cha không bao giờ phai nhạt. Những giọt nước mắt trong đám cưới của ông Ly và Đông Nhi không phải là những giọt nước mắt chia ly sầu lão. Ngược lại, chính những giọt nước mắt này đã tô điểm thêm cho tình phụ tử và tình yêu bất diệt. Chúc mừng ông Ly và Đông Nhi có được một đám cưới đậm chất tình người, được ngập tràn hạnh phúc trong ngày đại này." Vâng, xin cảm ơn bạn Mai Nguyễn rất nhiều.
Thuyết không biết nói như thế nào, nhưng từ giờ Thuyết sẽ cố gắng không hờ hững nữa, bởi vì bạn Mai Nguyễn đã trách rằng Thuyết đã quá hờ hững với Võ Ánh Khanh. Đúng thật sự là Thuyết cũng không biết nói như nào. Thật sự ra so với bác sĩ Trần thì đúng là Thuyết không không bằng cái móng tay, có nghĩa là bác sĩ Trần dành tất cả những cái thời gian, cái tình yêu của mình cho cái người nào mà mình nói rằng đó là người yêu của mình, đúng không ạ? Họ có thể suốt ngày tạo mọi điều kiện để có thể ở gần người yêu, nhưng ngược lại thì Thuyết lại lo cái việc riêng của mình nhiều quá mà gần như là quên đi cả người yêu. Thì chuyện đó mọi người trách Thuyết cũng đúng thôi. Và đặc biệt Võ Anh Khanh hôm qua đã hỏi Thuyết rất nhiều câu hỏi nhưng Thuyết không trả lời được. Các bạn nhớ đó, Võ Anh Khanh không nhiều nói đâu, nhưng hôm qua Võ Anh Khanh đã nói liền một lúc và hình như có đến cả 10 câu hỏi đặt ra, đúng không ạ? Và chính vì những câu hỏi này Thuyết không trả lời được và Thuyết đã cảm thấy có lỗi rất nhiều. Bởi vậy mà 5 giờ sáng ngày hôm nay thì Thuyết đã phải quyết định chạy đến chỗ Võ Anh Khanh rồi. Rất may là Võ Anh Khanh không bị ốm đau gì nhiều, mà chắc là chỉ thức đêm mất ngủ vì cái chuyện đó là cái sức khỏe là không được tốt lắm. Trên là trưa nay Thuyết đã về được. Chứ còn thì nói thật các bạn này này, nếu mà hôm nay Võ Anh Khanh mà bị ốm ấy, bị ốm là không dậy được ấy, chắc chắn là Thuyết ở lại đó. Thuyết sẽ ở lại mấy ngày luôn. Ý của Thuyết trong đầu đã suy nghĩ vậy rồi, là sẽ coi như là không về, và lúc đó Thuyết sẽ gọi coi như là điện cho hai cái người vợ của anh Vương Hoàng ấy, là một người xuống ngựa ngủ cùng coi như là với hai đứa con của Thuyết đó, và có thể rằng là sẽ sắp xếp cái chuyện là đi đón con cho Thuyết đi học đấy, đi học rồi thì lúc nó về học, ý của Thuyết là định nhờ người như vậy. Tuy nhiên Võ Anh Khanh đã coi như là không đến mức độ coi như là ốm làm như cái đợt trước các bạn ạ. Bởi vậy là Thuyết đã ra về vào buổi trưa ngày hôm nay. Cho đến lúc này thì Thuyết cảm thấy tinh thần nó sảng khoái hơn rất nhiều. Bởi vì nói cho các bạn này, thứ nhất là gặp được Ái Khanh. Và các bạn biết không, từ lúc mà khi thầy giáo Tân đi rồi á, và mọi người ăn sáng xong thì Thuyết và Võ Anh Khanh đã vào phòng tâm sự. Và nói thật với quý khán thính giả như thế này. Lần đầu tiên Thuyết cả Võ Ánh Khanh nằm trên một chiếc giường và đắp chăn chung với nhau. Đây là chuyện buổi sáng ngày hôm nay. Đấy, là từ ngày xưa đến giờ, đến bây giờ mới là lần đầu tiên nằm cùng nhau các bạn ạ. Mấy chục năm trời. Và đến tận trưa các bạn, Võ Ánh Khanh chỉ thích nằm ôm Thuyết cứ như vậy thôi. Bảo thôi cứ nằm như này không cần ăn uống cũng được. Không cần nấu nướng gì cả. Tức là như vậy cũng đủ lo đấy các bạn. Đó. Vâng, Thuyết cũng cảm nhận được cái đó và Thuyết cũng cảm vậy, cảm nhận được cái tức là với Thuyết cũng vậy, chuyện ăn uống rất đơn giản. Hình như cái cơ thể của Thuyết giống thầy Thích Minh Tuệ đấy. Hiện tại ăn 2 bữa nhưng nếu Thuyết ăn 1 bữa, thậm chí Thuyết nhịn 2 ngày vẫn không thấy vấn đề gì nó quá kinh khủng cả, rất bình thường. Đấy, cơ thể của Thuyết là như vậy. Thì thật sự ra là Thuyết cũng muốn nằm, nhưng mà khi mà nằm được từ sáng đến trưa với Võ Ánh Khanh thì Võ Ánh Khanh khỏe lên nhất rất nhiều các bạn ạ. Cho nên ở đây là các bạn biết rằng là ốm như là ốm kiểu ốm như là người ta gọi là ốm tương tư của những người mới mới yêu còn thời con gái đấy đó, như vậy thôi. Chứ còn thì thực sự ra là nó không phải bị sốt bị gì nó kinh khủng cả. Thôi thì bây giờ nếu ví dụ hôm nào mà Võ Anh Khanh khó chịu thì Thuyết lại chạy lên lại coi như là làm với nhau mấy tiếng như thế thì Võ Anh Khanh sẽ khỏe lại. Tuy nhiên các bạn đừng có suy luận bậy bạ nhé, bởi vì thứ nhất là Thuyết và Võ Anh Khanh vẫn giữ một cái khoảng cách, sẽ không bao giờ nếu chưa có cái đám cưới xảy ra thì coi như là Thuyết và Võ Anh Khanh sẽ không vượt quá giới hạn đấy. Nó không giống bác sĩ Trần đâu đấy. Nên là mọi người mãi cứ giống nghĩ rằng là Thuyết cái giống bác sĩ Trần lại coi như chưa gì chưa gặp nhau lại cứ dỗi thì không không được đâu nhé. Vâng, thưa quý vị, cũng trong câu chuyện của Thuyết và Võ Anh Khanh, Thuyết xin chia sẻ một lời bình luận của bạn Hà Ngọc. Bạn viết như này: nghe câu chuyện tình ở Canada tới tập này mà mất khá nhiều nước mắt. Nếu anh Thuyết cảm thấy khó xử với lời đề nghị của chị Khanh thì hãy áp dụng vào những lời khuyên và bình luận của quý khán thính giả, làm một điều công tâm nhất. Tôi là phụ nữ nên tôi cảm nhận được chị Khanh khổ sở như thế nào trong lúc này. Tiền tài địa vị con cái đã hoàn tất, nhưng còn một mối tình mà bao nhiêu năm nay cả anh Thuyết và chị Khanh, hai người đã từng thề non hẹn biển, chỉ vì đất nước loạn ly chiến tranh mà dẫn đến phải ly tán, xa cách. Đến hôm nay đất nước thanh bình, không còn chiến tranh nữa,
ông trời đã sắp đặt cho hai người phải về với nhau. Phép trời đã định, thời gian cuối đời còn lại dành cho hai người, anh Thuyết đừng dối lòng mình nữa, đừng phụ lòng chị Khanh nữa. Ý nghĩ của chị ấy không sai chút nào, khổ thân một người con gái đất Việt đã chống chọi với phong ba bão táp nơi đất khách quê người. Một cánh chim cô đơn giữa biển trời bao la, người đã bao lần thập tử nhất sinh, ái nghĩ nửa vòng trái đất lại xoay tròn, gặp lại nhau như vậy là phép màu đã ban tặng cho hai người không thể thiếu nhau được. Anh Thuyết đành lòng bỏ rơi chị ấy được sao? Người vợ của anh cho về thăm con là đủ lắm rồi, còn không dính líu gì với người đàn bà này nữa. Bỏ chồng thì được, bỏ con không chấp nhận được. Nếu có một điều ước thì tôi ước khi nào anh và chị Ái Khanh về Việt Nam xuống sân bay Nội Bài cho tôi biết, tôi sẽ chạy ra đón ở đường băng. Nhìn tận nơi, tai nghe mắt thấy chị Ái Khanh như thế nào mà có tấm lòng nhân ái cao thượng đến vậy. Chứ còn mời về nhà chơi chắc là mình không đủ phước rồi. Mình ở gần sân bay nhưng hoàn cảnh lắm, muốn viết nữa nhưng thời gian có hạn. Chúc anh Thuyết và chị Ái Khanh sớm về chung một nhà. Vâng, xin cảm ơn bạn Hà Ngọc rất rất nhiều. Khi Thuyết đọc bình luận này của bạn Hà Ngọc ở trên kênh Định Cư Canada thì Thuyết đã trả lời bạn ngay ở tại trên kênh rồi. Các bạn, bạn Hà Ngọc đừng có một cái gì gọi là tự ti trong vấn đề là bạn nói rằng trong phần cuối của lá thư này bạn nói rằng là cái hoàn cảnh của mình, hoàn cảnh của bạn, bạn nói nghèo hoặc là như thế nào đó. Ở đây thì bạn đừng có suy nghĩ vậy. Và Thuyết đã trả lời bạn rồi. Nếu một người nào quá giàu có chẳng hạn mà Thuyết chưa biết đến thì mời thì Thuyết chắc chắn là không dám đến. Nhưng những cái người, tất cả những người như là càng nghèo thì Thuyết càng đến các bạn ạ. Thuyết có vợ và có con ấy, có hai đứa con bây giờ cũng là do câu chuyện người ta nghèo. Nghèo mà 5 năm Thuyết đi lại với người ta không có, chưa bao giờ ăn một bữa cơm. Và câu chuyện như các bạn biết đã xảy ra mà Thuyết đã từng kể đó. Tức là cái nơi nào nghèo thì Thuyết sẽ đến, chứ còn thì người giàu thì Thuyết sẽ né tránh. Đây là cái tính của Thuyết từ xưa đến nay rồi. Và cái Thuyết không bao giờ chê, kể cả là đến nhà bạn không có giường chiếu, ngủ dưới đất, ok, không có vấn đề gì. Đó. Ăn cơm thì ví dụ như là chỉ có rau luộc với lại chẳng hạn như cá mắm hoặc là coi như là quả cà pháo là ok. Miễn sao cái tình người nó ấm áp là được. Đó là cái ý nghĩ của Thuyết là như vậy. Cái suy nghĩ này của Thuyết á, nó có thể nó không hợp với nhiều người trong thời đại hiện nay. Nhưng mà tính Thuyết là hơi cổ hủ và coi như là sống thích đơn giản vậy thôi. Chứ còn thì mời nhau đi ăn uống cỗ bản sang trọng thế lọ kia thì Thuyết toàn né tránh thôi. Đây là nói thật. Chứ là ở đây Thuyết đã trả lời bạn Hà Ngọc. Nếu khi nào, chắc là đến cuối sang năm Thuyết mới về được. Tất cả những bạn nào muốn Thuyết đến chơi ở tại Việt Nam, khi đó thì Thuyết sẽ thông báo, tức là chẳng hạn Thuyết mua được vé máy bay rồi, Thuyết sẽ nói là ngày hôm nay thì Thuyết sẽ trở về Việt Nam chẳng hạn. Nếu bất cứ bạn nào mời Thuyết đến, chắc chắn Thuyết sẽ đến. Ở đây là Thuyết không nói dối đâu. Chỉ sợ là ví dụ như là mấy chục người, mấy trăm người Thuyết không thể đến hết được. Bởi vì Thuyết dự tính chỉ về Việt Nam từ 15 đến 20 ngày thôi. Đó, bởi vì Thuyết không muốn các con nó gián đoạn trong chuyện học hành. Mà vào cái thời điểm đó là Thuyết biết là các con đã bắt đầu đi học. Tức là Thuyết sẽ vào, đi về Việt Nam vào tầm tháng 10 năm ngoái, sang năm. Đó, ý của Thuyết là như vậy nhé. Thì lúc đó các con nó đang học, đi học rồi. Nhưng mà Thuyết muốn về cái dịp đó, lý do tại sao vậy? Bởi vì lý do thời điểm đó là trong một tuần là diễn ra hai cái giỗ của bố mẹ Thuyết. Bố mẹ Thuyết đã mất trong chỉ vòng một tuần thôi. Một tuần là bố Thuyết mất trước, sau đó là mẹ Thuyết nhịn ăn không ăn uống gì nữa. Khi mà bố Thuyết mất ấy, là bà chỉ khóc thương chồng thôi. Và lúc đó là Thuyết vượt biên đi Hồng Kông thì không biết là Thuyết sống hay chết. Và mẹ của Thuyết chỉ có kêu gào cho đến lúc chết thôi. Một tuần sau thì mẹ của Thuyết đã ra đi cùng với cha của Thuyết. Thì trong vòng một tuần đó thì hai cái ngày giỗ của cha mẹ Thuyết là anh cả sẽ làm cái mấy mâm cơm. Thì Thuyết sẽ về cái dịp đó. Và nếu trong 10 năm 20 ngày đó bạn nào mời Thuyết đi chơi ở đâu trong đất nước Việt Nam, Thuyết đi hết. Đó. Bởi vì Thuyết biết rằng là cái chi phí thì nó không đáng bao nhiêu.
cái cơ bản là cái tình người thôi. Chẳng hạn đến chơi nhà các bạn thì có thể là không có thể được một vài ngày, nhưng mà mỗi người một ít đi chơi để cho biết nọ biết cây biết kia đấy đó. Có thể là Thuyết sẽ không dẫn hai đứa con đi, bởi vì hai đứa con thì có một đứa con của Thuyết nó bị say xe các bạn ạ. Ngay cả Thuyết lái xe này chỉ độ cách độ khoảng 5 km thôi cũng phải mở cửa sổ ra, chứ nếu không mở cửa là nó bị say, nó say giống mẹ nó, thành ra là rất là thấy là thương con. À, cho nên là sẽ không cho con đi xa, nó say xe các bạn. Tuyết rất lo sợ về Việt Nam, bởi vì nói thật thế này, bởi vì bạn Hà Ngọc nói về hoàn cảnh, ý là nghèo khổ đúng không ạ? Chính bản thân Tuyết cũng lo những phần đó, cũng nói rằng là đang tính là tích bóp, tiết kiệm tiền để mua vé máy bay. Và khi về Việt Nam thì nói thật các bạn, người Việt Nam đôi khi họ có những cái suy nghĩ người nước ngoài về là giàu có. Cho nên ở đây là Thuyết rất lo sợ khi đến chỗ lọ chỗ kia mà không có ví dụ như tiền mừng tuổi, rồi tiền ví dụ là ví dụ mua quà mua cáp cho người lọ người kia. Thật sự ra là Thuyết thiếu thốn cả những cái đó ấy, chứ không phải là người cứ ở người nước ngoài về là giàu có đâu các bạn, không phải đâu. Nhiều người sĩ diện có khi là về thăm quê một lần sau sang đây đi kéo kéo cày trả nợ. Bản thân Thuyết không có cái tính đó, nghèo thì nói nghèo, nghèo có gì xấu xa đâu mà phải sợ. Nghèo nhưng không hèn là được, đơn giản vậy thôi. À, Thuyết đã hứa với bạn một bạn là Hương Thị Thanh Hồng đúng không ạ? Bạn ấy Hà Nội chắc chắn Thuyết sẽ gặp, nếu đã hứa với nhau chắc chắn sẽ gặp. Còn thì Thuyết chưa ra đưa ra lời hứa với bất cứ ai. Còn bạn Lại Thị Vinh thì mời theo kiểu chọc chọc Thuyết ấy mà, chọc quê ấy mà. Bạn Lại Thị Vinh cứ nói là ồ, lúc nào anh về Việt Nam mời, nhưng mà bạn ấy chọc quê, có khi về chỉ coi như là bạn ấy chỉ kiểm chứng xem là hỏi thăm là hỏi trên với là hỏi dưới nó như thế nào thôi, chứ còn thì bạn ấy có mời thật lòng đâu. Tất nhiên là trong chuyến về Việt Nam thì Thuyết cũng có một hai cái dự định ngoài lề, tức là Thuyết cũng muốn chạy sang Trung Quốc để thăm, vâng, thăm cái người lính Trung Quốc ngày xưa Thuyết đã cứu mạng, không biết là anh ấy bây giờ còn còn sống hay không. Và chính anh ấy đã cứu lại cái mạng của Thuyết khi mà Thuyết bị công an Trung Quốc đánh đập ở bên đó, và chính anh ấy vợ, hai vợ chồng anh ấy đã cứu mạng Thuyết lại một lần nữa. Cho nên là Thuyết cũng muốn đến thăm ân nhân của mình. Ấy, thì thực sự ra bây giờ đi Trung Quốc nó rất dễ, rất đơn giản. Thuyết không biết bây giờ nó như nào, nhưng mà Thuyết biết là đi qua cửa khẩu Móng Cái, Lạng Sơn, kể cả không có giấy tờ mà đi vào đó mình đi trong ngày. Ấy, hoặc kể cả ở lại một hai lần, sau đến khi về thì về chui cũng được. Nhưng khi mà Thuyết đầy đủ giấy tờ thì chắc là đi cũng dễ thôi, nó không có gì. Đấy là cái suy nghĩ là sẽ xa nhất đấy, đi xa nhất là sang Trung Quốc. Nhưng mà cách biên giới theo như Thuyết biết là từ biên giới chẳng hạn từ Móng Cái đi vào đó là nó chỉ độ khoảng gần 200 km thôi, chạy cũng không mất nhiều, độ khoảng 2 tiếng đồng hồ thôi, bởi vì phương tiện ở bên Trung Quốc cũng rất tuyệt vời các bạn ạ. Ngày xưa cách đây đã bao nhiêu năm, mười mấy 20 năm Thuyết đã đi ở bên đó, đường xá của người ta đã tuyệt vời rồi, bây giờ thì của nó kinh khủng lắm. Tức là phương tiện đi giao thông bên Trung Quốc đường xá rất là ngon, và xe ô tô của họ cũng rất là ngon, chạy vèo 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 tới nơi luôn. Cho nên là đó là cái xa nhất. Còn những bạn nào ở gần gần quanh Việt Nam thì vèo quay tới nơi có gì đâu. Nếu như bạn ở miền Trung thì có thể nói thật các bạn, Thuyết không thích đi máy bay, Thuyết chỉ thích đi ô tô, kiểu như vừa đi vừa ngắm cảnh đó. Và nếu thích ở đâu quang cảnh đẹp một cái thì có thể ở luôn lại luôn đó, đi chơi một ít đó. Cứ đi ngang đường thích na cà, cái tính của Thuyết từ xưa đến giờ nó là như vậy, chứ không không giống như người ta bảo đi máy bay vụt một cái đến là đâu có gọi là du lịch nữa đúng không ạ? Du lịch là phải cứ đi đến đâu thích là ở, và lúc đó khám phá xem cái nơi đó có những cái gì ấy, chẳng hạn như về đặc sản của họ, rồi thì có những cái nền văn hóa gì, chẳng hạn như là mình về Hà Nội thì kiểu gì cũng phải đến Hồ Gươm, Quảng Ninh thì kiểu gì cũng phải đến Vịnh Hạ Long đúng không ạ? Đại khái là như vậy. Thì cái chuyến đi 15-20 ngày thì rất nhanh chóng, vừa đi vừa về đã mất 4 ngày rồi, còn lại chỉ còn chục ngày thôi, mà trong cái đó đi Trung Quốc lại mất 2 ngày nữa thì là tức là 6 ngày rồi, 2 ngày không về được các bạn, 4 ngày nữa, thế thì còn chỉ lại độ khoảng 5-7 ngày nữa thôi. Thành ra là nếu bảo mấy mấy chục người mà mời Thuyết đến thì chắc là Thuyết cũng xin lỗi, không dám hứa với ai, tức là có thể là đi đến với ai được gần gần. Vâng, thưa quý vị và các bạn, video thứ hai trong ngày hôm nay của Thuyết xin tạm dừng ở tại đây. Thuyết xin chân thành cảm ơn quý khán thính giả và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán thính giả và các bạn trong những video tiếp theo.